Không, cái lúc mình chết thì sẽ gọi là bị thẻ đỏ. Quá hợp lý. Mà ai chết chú đấy. Mày chết đi, thật hả chú. Tôi là tiền đạo nên là tôi không phải phải phòng thủ. Nhà tôi có hậu vệ rồi. Tôi có tiền đạo là ghi bàn. Tôi biết chứ bóng đá chứ bộ. Thế ông kia có tiền đạo nó phải ghi bàn. Nó ghi bàn liền. What the fuck. Thủ môn là bắt hay quá. Đây là kiểu phản ứng nhà này. Cái gì nữa, cái gì nó không có liên quan đến bóng đá cả. Tức là phản ứng nhà xong. Đó. Mấy ông thấy tôi đá quy không? Đó. Đánh như thằng gà vậy. Tôi chắc là tôi tập trung. Ôi dồi dồi. Ôi. À giả vờ thôi. Đâu có gà đâu. Không biết là ăn đá liền. What? Habt ihr das gesehen? Der ist zweimal über die Wand gesprungen und dann zu mir gejumpt. Du bist jetzt zu lange überlegt, wie ich mein Setup mache. Ja, was? You stole my heart of gold after my.
Let's fucking go, dude! Let's fucking go, dude! That was sick! God, wait, what the fuck? How the fuck did he survive that? Okay. I bet he's not even gonna... Nope! Wait. Is this actually from Riot? Wait, there's a bow on it? Oh, this just came... Oh, gosh. But there's a Riot card... Summer days burn me out, love just brings me down. Wait, was it like literally just now? Wait, they actually like decorated it? Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Oh my god! Regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love. Holy crap! This world's done wrong, cause it's just me and you. What? Albert, nothing says appreciation like a teammate. Thank you for being awesome. From Riot, and... Wow, it's almost been 2 years. You were the first person I ever subbed to let... This time,